Website đào tạo Forex xin chào nhà đầu tư. Hôm nay tôi xin được chia sẻ đến nhà đầu tư bản audio có tựa đề lừa đảo Forex dùng TradingView và Backtest để bịp bợm nhà đầu tư trước khi đi vào những giá trị thực tiễn mà tôi gửi đến nhà đầu tư và những góc khuất ở trên thị trường về thị trường giao dịch Forex này. Tôi xin được minh chứng vào trong thị trường. Và đây là lệnh mà tôi đã đánh ở tại cửa lò và tôi đã giới thiệu đến cho anh em. Và tài khoản tôi đã rút ra được khoảng mười mấy, gần 20k. Và lệnh tôi để lại và tiếp tục hôm vừa qua giá lên thì tôi sell tiếp về trên thị trường. Và bản thân các bạn có thể thấy rõ đây là cả quá trình dài mà bản thân tôi phải nỗ lực trên thị trường để vận dụng, áp dụng vào trong thực tế. Để làm sao vận dụng gửi đến nhà đầu tư để cho nhà đầu tư thấy rõ về những năng lực và những giá trị của thực tiễn. Để làm sao bản thân các bạn đánh giá và thấy rõ được các giá trị này trên thị trường. Và tôi xin được chia sẻ đến nhà đầu tư vấn nạn là gì nhỉ? Lừa đảo Forex sử dụng TradingView để mà bịp bợm nhà đầu tư trên thị trường. Nhà đầu tư cần phải hiểu rõ TradingView không phải là giá trị cho nhà đầu tư giao dịch. Nó chỉ là một cái công cụ để nhà đầu tư lên đấy kẻ vẽ cho đẹp thôi và có thể backtest lại được nha. Và mời nhà đầu tư nghe. Lừa đảo Forex dùng TradingView và Backtest để lừa. Trên thị trường Forex, bọn lừa đảo Forex có khi nào dám chứng minh bằng thực tế từ chính những giao dịch Forex Live trên MT4 để cộng đồng cùng mọi nhà đầu tư Forex kiểm chứng, cũng như sâu phun toàn bộ lịch sử giao dịch Forex của chúng, để mọi nhà đầu tư Forex đánh giá kết quả năng lực. Thứ mà bọn lừa đảo Forex chuyên dùng đó chính là 1. Phân tích xu hướng Forex 2. Cho chiến lược Forex 3. Đọc lệnh Forex 4. Bắn tín hiệu Forex 5. Đưa plan giao dịch Forex và rất nhiều mánh khóe lừa đảo Forex khác nhau. Song thực tế tuyệt nhiên sẽ không một kẻ lừa đảo Forex nào chứng minh thực tế giao dịch Forex live và sâu phun lịch sử của chính chúng cả. Ngoài những mánh khóe lừa đảo Forex kia, bọn lừa đảo Forex còn sử dụng TradingView vẽ vời rồi backtest lại để bịp nhà đầu tư Forex. Nhiều nhà đầu tư Forex mới cũng như chưa có kinh nghiệm lầm tưởng bọn lừa đảo Forex dùng TradingView và backtest này là có khả năng giao dịch Forex và lao vào đã bị lĩnh hậu quả rất nặng. Bọn lừa đảo Forex sử dụng TradingView và backtest này cho nhà đầu tư Forex nào dám kêu chứng giao dịch Forex live trực tiếp trên MT4 và sâu phun toàn bộ lịch sử giao dịch Forex được đó, chúng lại giống y chang những thằng lừa đảo Forex khác ngoài thị trường Forex mà thôi. Lại nói chứng minh để được gì, hay giao dịch Forex được rồi cần gì phải chứng minh, vân vân. Đó là câu cửa miệng của bọn lừa đảo Forex dạng mồm mõm này. Đầy ngoài thị trường Forex, bọn sử dụng TradingView sẽ vẽ vời tua đến đoạn quá khứ chúng nắm rõ, rồi vẽ vời và dùng backtest để chạy, rồi quay lại đem đi thuốc nha đầu tư Forex mà thôi. Vào trong thực tế trên thị trường Forex, giao dịch Forex được hay không chứng minh bằng thực tế mới là giá trị để cộng đồng và mọi nhà đầu tư Forex đánh giá, cũng như nhìn nhận vào lịch sử Forex để thấy rõ hiệu quả của chính bản thân người đó, chứng minh cả quá trình họ vận dụng để tạo ra lợi nhuận được hay không, đó mới là vấn đề. Thầy Trần Quốc Minh với cuộc hành trình xuyên Việt cùng học viên. Xin thông báo đến toàn thể học viên rồi, của trung tâm. Tôi chia sẻ và gửi đến nhà đầu tư những giá trị cảnh báo trên thị trường về các vấn nạn trên thị trường về đầu tư Forex và cho nhà đầu tư thấy rõ về các giá trị thực tiễn trên thị trường. Tôi mong muốn rằng bản thân chính các bạn là những người nhìn nhận, là những người đánh giá và là những người hiểu rõ về thị trường về đầu tư nên thận trọng để mà thì nhờ kiểm chứng, chứ không phải lao vào với những bánh vẽ về lợi nhuận, mà chính bản thân các bạn là những người còn không kịp nhìn nhận, không kịp đánh giá và không kịp thấy rõ về những giá trị này trên thị trường. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế cùng những kinh nghiệm của bản thân mình xuyên suốt trong thời gian dài. Chào Đăng Hà nha, và chia sẻ cho nhà đầu tư về các vấn nạn trên thị trường. Và tiếp đây thì tôi sẽ gửi nhà đầu tư hai tài khoản tôi đánh vào hôm trước tin NF vừa qua và đến nay tiếp tục đi xuống, và mời nhà đầu tư theo dõi tiếp hai livestream kế tiếp trên thị trường.